Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review và khui hộp một số các cái sản phẩm mẫu LED mới của năm 2020 ở đây. Và ở clip trước ấy, thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn những cái bóng LED để làm sao cho nó phù hợp với những cái pha đèn của chúng ta rồi. Thì anh em nào mà chưa theo dõi thì có thể là xem ở cuối cái video này, thì mình sẽ để ở góc màn hình ấy, thì anh em có thể kích vào đó để biết thêm về những cái cách lựa chọn những cái bóng LED thế hệ mới và những cái bóng LED lắp như thế nào để cho nó phù hợp với những cái chiếc xe thân yêu của các bạn. Và clip này thì mình có vài mẫu đây, thì hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cái mẫu đây. Thì còn những cái mẫu sản phẩm ở dưới này thì mình sẽ đi vào cái clip sau. Thì một clip thì mình review hai ba cái sản phẩm thì nó khá là dài. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này. Trước khi đi vào khui hộp sản phẩm này thì cũng như mọi khi thì mình sẽ cho anh em coi một vòng. Thì ở đây thì mình cũng có cái mẫu LED mới này, nó cũng tương tự như cái mẫu P3 lần trước ấy, nhưng mà mẫu này nó sẽ có mấy tông màu cơ. Và đây là mình cũng sẽ có cái mẫu này. Thì clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi cái hộp của cái sản phẩm này. Nó là cái phần LED. Ở đây thì anh em thì thấy là ở trên một cái hộp này nó đã có ba cái dải màu cơ bản cho anh em. Đó, thì cái bóng này nó sẽ là bóng 3 màu anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi về những cái sản phẩm mà ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng, thì cái sản phẩm này nó có ưu việt hơn nữa là nó sẽ có ba dải màu cho anh em lựa chọn. Thứ nhất là nó sẽ có ánh sáng trắng dải màu là 6.000K, và ánh sáng ngà vàng dải màu là 4.300K, và ánh sáng màu vàng nó sẽ là màu 3.000K. Đó, thì anh em thì thấy ở đây nó có chữ 3 color ở đây đó, LED auto line. Năm nay hình như là nó là cái năm của cái dòng LED auto line này sao ấy. Các cái sản phẩm này mình đều thấy là nó sử dụng cái phần chip LED là auto line đây. Rồi, đây là mặt trước của sản phẩm, và cái mặt hông của cái sản phẩm này thì anh em thì thấy là ở đây họ có in cho chúng ta ba cái hình đặc trưng của ba dải màu ánh sáng ở đây. Ánh sáng trắng, ánh sáng ngà và ánh sáng vàng. Ở phần bên hông này họ sẽ cho chúng ta cái phần thông số kỹ thuật là cái bóng này nó sẽ là bóng LED mã là T5S anh em nhé, chân H4 3MS này có nghĩa là 3 màu. Đó, và một số các cái thông tin này đây. Đó, ở bên hông này họ ghi chữ LED Autoline đây, mấy một số các cái ký tự gì đó mình nhìn không hiểu lắm. Ở cái phần bên này nó là cái những cái bóng mà tiêu chuẩn xuất đi các thị trường châu Âu, nên là nó sẽ có những cái phần mạ in FC đây. Đó, cái bóng này nó thân thiện với môi trường nữa, thì nó sẽ in cái hình cây lá ở đây. Và ở dưới mặt dưới thì nó sẽ in cho chúng ta một số các cái phần thông tin cơ bản ở trên những cái phần chip LED của chúng ta ở đây. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm của em nó ra xem là ở trong nó có những cái thiết kế như thế nào. Đó, và khi khui hộp cái sản phẩm này ra thì ở trong chúng ta sẽ nhìn thấy là có hai cái bóng. Thì thường là bên mình hay nhập những cái loại bóng đèn để dành cho những cái chiếc xe hơi ấy, hoặc là những cái chiếc xe mà có hai bóng ấy, thì chỉ cần một hộp như thế này là anh em đã đủ lắp lên xe rồi. Còn nếu như anh em mà có nhu cầu mà gắn vào những cái chiếc xe một đèn ấy, thì bên mình vẫn cứ ship lẻ cho anh em nhé. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi cái sản phẩm của chúng ta. Thì khi khui hộp ra thì anh em nhìn thấy là cái bóng của chúng ta nó được nằm trong một cái lớp xốp cực kỳ là dày. Cái phần xốp này nó sẽ giúp chúng ta bảo quản khi mà vận chuyển đi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái bóng này. Và hai cái bóng này trong một cái hộp này nó sẽ là giống nhau. Và bây giờ là mình sẽ khui đại một em ra để làm review cho anh em. Trước khi review cái sản phẩm này thì mình sẽ cho anh em ngắm một vòng cái sản phẩm này nó sẽ có hình thức như thế nào. Rồi, thì trước tiên là chúng ta sẽ đi nhìn từ phần đằng trước này vào, thì anh em thì nhìn thấy là cái bóng này nó được thiết kế bởi một cái thân trụ được sơn màu bạc, được làm bằng nhôm. Và ở trên cái phần chip LED ở đây thì anh em thì thấy là phần chip pha thì nó sẽ có một giải LED thôi, còn cái phần chip code ở đây nó sẽ có hai giải LED. Thì ở đây nó sẽ có một giải là màu vàng, một giải là màu trắng. Thì khi chúng ta bật code thì nó sẽ có ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng ngà hoặc là ánh sáng vàng, thì khi chúng ta tắt bật thì nó sẽ hiển thị lên theo cái ý muốn của chúng ta. Và cái phần đuôi này họ đúc cho chúng ta một
cái chất liệu mình nhìn thấy nó rất là bóng, nó như là bằng inox thì phải, hình như là bằng inox. Nó khác hẳn với những cái loại bóng kia. Cái này thì khi mà gắn vào chó đèn của chúng ta, nó sẽ ăn khớp với lại cái phần nhựa si ở trên chó đèn ấy, nhìn khá là đẹp, bóng bẩy. Và cái sản phẩm này ở phần đằng sau này, họ sẽ sử dụng cho chúng ta một cái quạt để tản nhiệt. Và cái quạt này thì phần đằng sau này chúng ta có thể nhìn thấy một cái quạt màu đen 5 cánh ở đây. Đó. Và cái phần quạt này nó sẽ là công nghệ quạt lossless, không chửi than. Nó sẽ tăng cái độ bền cũng như là cái hiệu quả khi mà làm mát cho chúng ta một thời gian là lâu dài. Và cái sản phẩm này họ sẽ có kèm theo là một cái driver, nó gắn liền một cái đoạn dây như thế này. Ở trên driver này thì anh em thì thấy là họ ghi chữ LED 2 inch driver 12V ở đây, và có ký hiệu là có hình cái lá này. Đó, cái bóng này nó sẽ thân thiện với môi trường. Và cái bóng này nó sẽ có cái phần driver này là bằng sắt anh em nhé. Bằng sắt này nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Đó, và tiếp theo là sẽ đến cái cọng dây mà có cái đuôi ba chân để chúng ta kết nối vào những cái rắc zin ở trên xe của chúng ta. Đó, và cái sản phẩm này thì họ có dán kèm cho chúng ta một cái mã QR code. Đó, một cái mã QR code và một cái mã vạch. Ở trên cái mã vạch này họ in ở đây. Có mã là T5S anh em, T5S 3M 3MS. Cái mã của cái bóng này là mã là 00037. Cái bóng này nó mới rất mới sản xuất thôi, theo cái series mới của năm 2020 này. Nó mới là cái bóng thứ 37 của cái series này anh em nhé. Đó. Và bây giờ là mình sẽ test cho anh em thấy là cái phần ánh sáng. Khi mà mình thắp sáng ngay tại chỗ ở đây, thì clip sau thì mình sẽ có clip để chia sẻ ánh sáng thực tế khi mà đi soi ở ngoài đường xem là ánh sáng nó sẽ như thế nào, nó có gom hay không. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ anh em cách thức lựa chọn những cái bóng như thế nào cho nó phù hợp với những cái pha rồi. Thì anh em thì biết là những cái phần tiêu cự này đó, và cái phần chip code này, người ta sẽ có một cái phần là cản ánh sáng này, nên là nó sẽ không gây chói mắt cho cái người ngược chiều. Và cái này thì khi mà anh em lắp vào pha thì chỉ cần xoay cái bóng này, anh em giữ vào đây, anh em xoay cái bóng này đó, và anh em rút cái phần đuôi này ra, chúng ta sẽ ghim vào cái phần pha đèn của chúng ta đâu đấy, rồi sau đó là chúng ta chụp phần cao su này vào, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái bóng này vào và bắt đầu là chúng ta sẽ xoay giả về vị trí cũ nó. Cái này nó khá là chặt anh em đó, bởi vì ở đây nó sẽ có cái phần cao su răng ở đây, nên là anh em xoay nó khá là chặt. Nó chặt như thế này thì càng tốt, nó không bị bụi nó vào trong pha. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế tại chỗ ở đây cho anh em coi. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế khi mà mình test tại chỗ ở đây. Đó, khi mà bật nấc đầu tiên lên thì anh em thể thấy là ánh sáng nó đưa ra là màu trắng, dải ánh sáng 6000K. Và mình tắt đi, mình bật lại. Ánh sáng hiện giờ bây giờ đang là ánh sáng dải màu là 3000K, ánh sáng màu vàng. Và mình tắt đi, mình bật lại. Ánh sáng hiện giờ đang là dải màu 4300K, là ánh sáng trắng ngà vàng. Thì anh em thì thấy là ở cái phần chỗ này là nó sẽ là màu trắng nè, nó sẽ hắt ánh sáng vàng lên chỗ này. Đó. Thì khi mà vào trong pha thì ánh sáng nó hòa quyện vào nhau. Còn đây là mình test thực tế ở ngoài thì là nó sẽ không hòa quyện vào nhau nhiều lắm, nhưng mà khi vào pha thì ánh sáng nó sẽ được hòa quyện vào nhau. Và bây giờ là mình sẽ chuyển sang là ánh sáng pha. Thì con này ánh sáng pha của nó là chỉ có một màu đấy anh em nhé. Ánh sáng cực gắt luôn, sáng nhức mắt luôn. Đó. Thì con này nó sẽ chỉ cho ánh sáng chế độ code là nó sẽ có thay đổi màu, còn chế độ pha nó sẽ là một màu. Đó, thì ở clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái loại sản phẩm này thì nó sẽ là có 3 chế độ màu khác nhau, cả code lẫn pha luôn anh em nhé. Cái bóng này thì anh em chạy xe tải cực kỳ ưng, và như anh em chạy xe con cực kỳ ưng. Clip sau thì mình sẽ review cái sản phẩm này. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái ánh sáng, cường độ ánh sáng của cái bóng này nó mạnh như thế nào nhé. Đối với một cái bóng LED thì nó rất là mát thôi, nhưng mà đối với cái bóng này thì cường độ ánh sáng nó đưa ra nên là nó phải nói là nó có ánh sáng cực kỳ là gắt anh em ạ. Và bây giờ là mình sẽ thử luôn cho anh em thấy. Thì ở đây là mình đang có một cái hộp xốp này, nó sẽ là cái xốp kèm theo cái hộp bóng này, và cái bóng này hiện giờ đang rất là mát này. Mình chỉ cần bật một xíu thôi thì anh em thể thấy là mình dí vào cái phần xốp kia
Đây anh em thì nhìn thấy chỗ này nó đang bình thường đúng không ạ? Mình chỉ cần để vào đây thôi. Đó anh em thấy thấy á, bốc khói luôn. Nó sun luôn đúng không ạ? Nó sun luôn. Mặc dù là sờ vào đây vẫn mát bình thường, không có gì là nóng cả. Đó thì anh em thì thấy là nó cũng không chảy, nó dính vào đây đúng không ạ? Đó, mình vừa dí cái mặt này vào nó không chảy, nó dính vào đây. Bởi vì cái cường độ của ánh sáng này nó đưa ra cực kỳ là lớn, cho nên là ánh sáng nó sẽ có gọi là ánh sáng nóng thì nó sẽ có thể là làm sun cái phần này. Đó thì anh em thì biết là cái bóng này nó có cái ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là khủng. Nếu như anh em nhìn ở trên video anh em có thể không thể phát hiện ra, nhưng mà anh em cứ yên tâm là cái bóng này nó sẽ không gây hại gì cho pha. Bởi vì là cái bóng đèn ở trên cái pha đèn của chúng ta ấy, pha zin chúng ta nó nóng hơn cái bóng này cực kỳ là nhiều lần luôn. Đó thì anh em thì thấy mình vẫn sờ đây thoải mái này. Và bây giờ là mình sẽ thắp đèn lên, mình để tay ở đây. Đó thì anh em thì thấy là mình để tay ở đây nó không nóng luôn. Đó, mình để rất là sát luôn. Đó thì anh em thì thấy là nó không nóng, nhưng cái phần ánh sáng của cái này nó có thể đủ làm sun cái phần mút ở đây. Thì anh em thì biết là ánh sáng của cái con này nó mạnh như thế nào. Đó thì anh em thì gắn lên những cái chiếc xe của chúng ta, nó sẽ đưa ra ánh sáng nó cực kỳ là mạnh, nó như kiểu đèn laser. Thì nói chung là những cái bóng LED tầm này thì nó chưa thể đủ cái công nghệ như là laser được đâu, nhưng mà cái phần ánh sáng của nó đưa ra cực kỳ là mạnh. Đó thì mình sẽ test lại ánh sáng một lần nữa cho anh em coi. Đây là ánh sáng cốt. Đó, và nó sẽ đổi màu. Đó, đây là ánh sáng pha. Ánh sáng pha anh em thấy là cực kỳ là gắt, ánh sáng cực kỳ là sáng, sáng cháy luôn. Cái bóng này phải nói là sáng ghê gớm. Đó, thì clip sau thì mình sẽ test thực tế cho anh em khi mà mình mang ra đường. Thì hiện tại ở chỗ mình mấy ngày hôm nay đang mưa, cho nên là mình vẫn chưa thể test được ánh sáng thực tế. Clip trước thì mình đã review khui hộp cái sản phẩm này rồi, là mình cũng đã hứa với anh em là mình test rồi, nhưng mà do thời tiết nó đang mưa quá cho nên là mình vẫn chưa test được, nên mình vẫn đang để đây. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình để góc màn hình nhé. Thì bên mình sẽ báo giá trực tiếp và mình sẽ hướng dẫn và tư vấn anh em cách gắn lên xe. Đó thì những anh em nào mà có thể là gắn lên những cái chiếc xe hơi du lịch hay là những cái chiếc xe tải, có thể gắn những cái sản phẩm này cực kỳ là ok. Ở clip trước thì mình đã chia sẻ những cái cách để mà gắn lên những cái chiếc xe hơi hay là những chiếc xe tải rồi, thì anh em có thể là lựa chọn các cái sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là nếu như cái phần mà để chứa cái phần đèn của chúng ta ở đây của các bạn mà kín thì chúng ta sẽ chọn cái phần có quạt như thế này. Còn nếu như cái phần chứa cái phần đèn của các bạn nó hở ấy, có thể là bị đất cát nó bắn lên, thì anh em nên lựa chọn những cái sản phẩm mà dạng như thế này. Nó có phần lưới này, khi mà đất cát nó bắn lên thì nó sẽ đảm bảo cho cái bóng này chúng ta nó sẽ bền hơn, nó không bị kẹt đất. Đó, cái phần quạt này thì chúng ta có thể là ngâm nước thoải mái nó không cháy, nhưng mà đất cát nó kẹt vào đây là nó có thể là nó sẽ cháy. Và nó cháy thì nó sẽ không giải nhiệt được cho cái phần chip LED của chúng ta ở đây. Thì cái phần chip LED của chúng ta nó bị nóng thì nó sẽ giảm tuổi thọ của cái bóng đèn xuống. Đó là cái lời khuyên của bên mình. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau.